À, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình đây tiếp tục có mặt tại nhà vườn của chú Út ở Phú Phụng, Chợ Lách để quay giao lưu với cả nhà một lô 30 gốc mai năm cánh cả nhà, mai truyền thống của mình đó. Mời cả nhà xem ủng hộ nha. Đây là vườn sầu riêng chú trồng xen kẽ với mai. Thì phần nửa lô là hình thú hết cả nhà, thì cái chiều dài mình nó khoảng chừng 30 cả nhà, còn cái hoành khoảng chừng 20 nha, chiều cao nó lên thước 7, còn cái thái ngang nó khoảng thước rưỡi cả nhà. Gốc nằm hơn cái nữa luôn. Mai hay là cái rễ của mai á, trông không cái mai á. Rồi gốc này nằm dài nè, mình cái thái sâu xuống dưới cũng còn đế nữa cả nhà. Gốc này hoành khoảng chừng nhiêu, em đo thử là đến trung bình. Hồi nãy 20 này nhiêu? 16. Vậy nó dao động chắc cũng khoảng từ 15 cho tới 20 đó nha. Lô 30 gốc. Mai này là mai truyền thống của mình, 5 cánh cả nha. Rồi, tham khảo thêm vài gốc nữa cả nha. Ồ, còn cái đế nè. 30 cả nha. Cái mình nó khoảng 30 ha. Dán là đẹp nha. Lô 30 tính bán nặng vô sầu riêng nè. Cũng có thể nó lên đó nữa. Rồi, cái nhà tham khảo này. Con thú này thì nó có nhú nhú cái đùi nè. Sầu riêng này hả? 3 năm mấy tháng. Hả? Đó. Để nè. Mấy môn kia. Wow, bệnh ha. Đi đi trước đi. Đế rất đẹp nha. Chi cành. Ở đây thì vườn chú trồng xen kẽ với sầu riêng cả nha. Có mấy cây sầu riêng nè. Rồi, mình tham khảo gốc này nha cả nha. Gốc này thì cái mình nó dài khoảng chừng 40 luôn đó nha. Bông mà. Nhà còn chôm còn im không? Mấy người bỏ mẹ. Chôm hả? Ồ, cái gốc đó nha. Đế nè. Hình thú mà cái đế nó nôm. Này nó nói nó kêu nhiều cây quá. Mắt đẹp đó nha. Ở nguyên lô này về mình để tàn rồi mình ghép cũng được đó nha. Đây. Tham khảo nha. Nè, cái rễ của nó nè. Bự hơn hơn con chân cái luôn á. Gốc đó cũng đẹp nữa kìa. Cái này là mai vườn nhà của chú Út làm nha cả nhà. Làm từ nhỏ luôn đó. Mấy gốc này khoảng chừng bao lâu rồi vậy chú? Bứng vô chắc cơ. Cỡ 4 năm à. À 4 năm rồi. Mà cây con có sẵn thì gốc nó bằng nửa cùng tay bứng vô 4 năm rồi. Dạ. Cây ngoài vườn mà. Như chú chia sẻ là cây ngoài vườn cũng 4 5 năm rồi mới bứng vô, nay cũng 4 5 năm nữa rồi, khoảng chục năm cả nha. Hơi bị già cây nha. Đây, mình tham khảo thêm vài gốc nha cả nhà. Quá đẹp. Hơn phân nửa là hình thú nha cả nhà. Tổng cộng là 30 gốc mai năm cánh truyền thống của mình, thì cái tuổi cây cũng hơn cái chục năm cả nha. Này gốc bự cắt ngang nè. Gốc bự cắt ngang 27. Cả nhà tham khảo thêm gốc này nữa nha. Mét 7 cả nhà. Rất là đẹp nha. Dạ thì cái giá giao lưu của 30 gốc này thì bao nhiêu chú Út? Bán 24 triệu. Dạ 24 triệu thì chạy nhầm khoảng chừng đúng là 800 ngàn một gốc cả nhà. Ở Phú Phụng, Chợ Lách gần cầu Vĩnh Bình. Rồi cả nhà cứ tham khảo nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ con chào chú Út nha. Dạ xin chào.